trên tay Dung đang cầm đó là sản phẩm Dermal Repair Complex. Nếu da bạn đang gặp phải tình trạng da nhạy cảm, da yếu và da tổn thương thì đây chính là sản phẩm lý tưởng dành cho làn da bạn. Sau đây Dung sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng của sản phẩm này nhé. Về công dụng và thành phần của sản phẩm đã được cập nhật trên website chính thức của công ty gda.com.vn. Các bạn vui lòng vào một sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Nếu có nhu cầu mua hàng và làm đại lý, các bạn vui lòng gọi số hotline 0981 398 098. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.